hear to people all around here about how you improve your English skills so that you have like wonderful English skill like the way you show in the Miss International University. Yeah. It's actually not wonderful in English skill. I feel embarrassed when you say that I have wonderful English skills. It's not like that. It's actually, I think the most important thing when you learn a new language that you have to like be confident when you speak it and like get used to it. Like you have to practice every day. You have to like get your mouth to get used to what you say every day. And actually when you translate or when you, how to say that, like analyze my sentence or my speech, you will see some grammar mistakes, some grammar like incorrect. But yes, but I believe that when I go to a competition, it's not about I go to the IELTS speaking test. It's about how I speak to like, how to say that, it's about how I speak to like, like when you learn a lot of languages, sometimes you like have a mistake like that. Like how to make people to understand what you say and how to make people to believe in it. And the first thing that you need to do to make people to believe in it, that you have to believe in what you say to. So be confident and don't be scared to like speak. You speak the wrong word, or you have the grammar incorrect in your sentences. It's not about, for me in the competition, it's not about like the grammar incorrect or something like that. It's about like the other people believe in what you say. That's it. Yeah, thank you for your sharing. Các bạn ơi, thì cái này có bổ sung một tí thế này nè. Dạ. Chương trình mà Thùy Tiên học là 100% hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và cũng vì cái tiếng Anh của Tiên rất là tốt, cho nên là Tiên cũng là MC trong cái chương trình khai giảng của Patel. Và ngay từ cái lần đầu tiên em bước vào chương trình Patel thì đã rất là ấn tượng với cái tài năng về ngôn ngữ của Tiên rồi. Và ngoài tiếng Anh thì là Tiên còn có tiếng Pháp đúng không em? Và tiếng Thái nữa. Ủa sao một tháng sẽ có tiếng Thái nữa đúng không? Chúc mừng Tiên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đúng là như cô Thúy nói là chương trình tiếng học là chương trình Vatel là 100% tiếng Anh. Cho nên là cái lúc mà học thì mình cũng đã được tập luyện rất là nhiều rồi. Nhưng mà thực sự mà nói thì Tiên cũng không gọi là nói tiếng Anh mà như kiểu IELTS 8.0 hay 8.5 đâu mọi người. Vẫn có sai rất là nhiều lỗi. Và thực sự là từ lúc mà đi thi, tập luyện ra đi thi thì mình cũng không có được tập luyện lại ngữ pháp tiếng Anh nhiều đâu. Nên là nói thì cứ nói theo kiểu bản năng và nói theo thói quen và nói theo cái những gì mà mình hay nghe và mình hay nghe nhạc là đúng rồi, nghe nhạc và gọi là nghe lúc mà Tiên tập luyện với Tiên đi thi Tiên cũng có nghe cái bài ứng xử cái hoa hậu nước khác rất là nhiều để mình tập luyện và tập luyện cho mình một cái mindset để mình xử lý nhạy bén thông tin khi mình trả lời câu hỏi nữa. Dạ vậy thì gia đình nghĩ là chắc là ở trong hội trường ngày hôm nay các bạn cũng đang rất là nóng lòng để hoa hậu Thùy Tiên có thể nói thử một vài câu tiếng Pháp để cho các bạn có thể lắng nghe được không ạ? Lời đầu tiên thì em xin được phép nói là em cũng hơi trả thầy trả cô một chút xíu nha. nhưng mà nếu mà nói gọi là giới thiệu bản thân một cách đơn giản thì em chắc em nói được chút. Bonjour, je m'appelle Tien, j'ai 23 ans, je suis étudiante, je suis vietnamienne. Yeah.